cái băm nhỏ kỹ nhá. Ok. À, hôm nay Kangaroo Food sẽ giới thiệu cho các bạn một tiệm phở Bù Gia các bạn. Phở này có hương vị từ nguồn gốc từ Bắc. Ở Sài Gòn thì rất là nhiều tiệm phở mà để hương vị riêng của một loại phở, thì Kangaroo Food sẽ giới thiệu cho bạn một tiệm phở ở đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2 các bạn. Đó là phở Bù Gia. Đây là không gian quán phở Bù Gia. À, ngoài không gian bên trong thì quán phở Bù Gia này còn có một khu trên lầu nữa các bạn. Đó, đây. À, những thực khách càng ngày vào quán càng đông nữa các bạn. Đây là phở Gia Diền Bù Gia các bạn, có nguồn gốc từ miền Bắc. Bắt luôn à? Dạ ba bắt chị lên ngựa. 11 nha. Đây là chị Điệp và chủ quán phở Bù Gia đây nha các bạn. Chị ơi, cho em hỏi là lý do vì sao mà chị mở cái quán phở mà không mở quán ăn khác ạ? Thực ra thì ra là nhà mình có một cái nghề gia truyền, đó là nghề nấu phở. Ngày xưa khi mà còn rất nhỏ thì mẹ mình, ông bà ngoại nấu cho những cái bát phở rất là ngon. Sau đó thì mẹ mình rất là thích và xin ông bà đi học về nấu ăn ở trường Hương Nghiệp, mà bây giờ là Cầu Giấy, Hà Nội ấy ạ. Thì sau khi học về nấu ăn ở Hà Nội thì mẹ mình về tại công ty ăn uống Thái Bình làm quầy trưởng quầy phở 40 năm cho đến khi nghỉ hưu. Và ba anh em, nhà mình ba anh em thì đều vào Sài Gòn, vào trong Nam để lập nghiệp. Thì mẹ mình cũng chuyển vào trong này, khi mà bố mất thì vào trong này ở với các con. Và mình thì là người đã đi rất nhiều nơi, các nước trên thế giới. Thế là phở là một cái món ăn quốc hồn quốc ký của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên thì chưa có một cái quán phở nào mà có một cái không gian sạch sẽ mà thoáng mát và ngon và sạch. Thành ra là ba anh em quyết tâm là mở những cái quán phở này. Thứ nhất là để giữ lại cái nghề gia truyền của gia đình. Thứ hai là mong muốn là mang đến một cái không gian để mọi người đến thưởng thức bát phở giống như là bát phở mẹ mình cho ba anh em mình thảo. Với mức giá là phù hợp với rất nhiều những cái đối tượng khách hàng, từ 40.000 là có thể đến khoảng thời gian để thưởng thức. Quán được mở từ 6 giờ sáng cho đến 13 giờ 30 chiều, và sau đó thì đóng cửa đến 16 giờ 30 mở lại cho đến 22 giờ. 22 giờ tới 10 giờ đêm mới đóng cửa vậy ha. Dạ. À, đây là không gian của bếp phở Bù Gia các bạn, rất là sạch sẽ và ngăn nắp, nhân viên cũng rất là nhiều. Đây là nhân viên đầu bếp sẽ làm một tô. Tô mình làm là tô gì anh ha? Bắp ạ. À, tô bò bắp. Này trộn qua cho nó sạch hả? Dạ. Bắp nạm là gì? Dạ đúng rồi, đây là nạm em. Nạm là vừa có... vừa có mỡ, vừa có... Dạ đúng rồi, với lại nó có lon lon chạy theo cái vành á.
Đây là bắp, bắp kho, bắp rù của bò. Bắp đấy là gì? Bắp chứ không phải gì trộm á hả? Đúng rồi, cái này là bắp kho đó anh, bắp của cái chân bò á. Một tô vậy là xong rồi chị? Dạ đúng rồi. Rồi đây là những phần thịt bò mà chủ bếp đã chuẩn bị để bán cho khách đúng không chị ha? Dạ. Thì cái đây là bắp là gì? Cái phần mà bên đây là này, tinh đây là chín, còn cái phía bên đây có nhiều mỡ hơn là đầu. Là đầu. Dạ. Còn mấy cái rời rời bên này? Cái đó là nạm á anh, cái đó là vừa này vừa mỡ với lại nó thêm con nữa là nạm. Dạ. Còn trứng là gà ta mình đúng không chị ạ? Dạ đúng rồi, trứng gà ta đó. Đập vô phở luôn hả chị? Dạ, cái đó là trồng riêng cho khách, hoặc là khách yêu cầu thì mình cho vào phở. Chú thấy giá cả ở đây thì như thế nào chú? Giá cả được nói nhưng mà vấn đề sạch sẽ. À, sạch sẽ là chú chịu hết. Sạch sẽ là đối với chú là ok hết. Dạ. Này phở gia truyền hả chú? Đi qua đi. 24. Không uống đi. 24. Loại. Bằng bắp bò hay gì? Dạ. Đây là nạc. Cái là tái cắt lưng. Tái cắt lưng. Dạ. Hai tô dính con bằng sáu. Quên đi.
nước lèo đúng không chị ha? Dạ. Trong đó mình thấy bỏ bò viên nữa là đẹp. Dạ đúng rồi, bỏ bò viên nữa lại ngon. Rồi đúng rồi đẹp. Và cuối cùng là bò anh đắt lên trên đúng không? Rồi. Bò anh bỏ lên trên nè.